Xin chào, mình là May và đây là recap số 142 của Ghi Up. Tuần qua đã có những thông tin thú vị nào về thế giới xe hơi? Nếu đang tò mò muốn biết thì recap chính là nơi mà Ghi Up sẽ mang đến câu trả lời cho các bạn. Và trước khi đi vào nội dung chính thì đừng quên dành cho Ghi Up một lượt like, subscribe để chúng mình có thêm động lực mang tới cho cộng đồng xe hơi nhiều video giá trị hơn nữa. Và bây giờ thì hãy cùng nhau đến với top 10 xe bán chạy nhất tháng 6 2024. Có khá là nhiều thứ về top 10 mà chúng ta có thể cùng bàn luận với nhau ở đây. Trước hết thì ngoài Ford Ranger xếp ở vị trí đầu bảng thì hai cái tên chủ lực khác của hãng là Everest và Territory đều lọt vào bảng xếp hạng. Đặc biệt là Territory sau nhiều tháng lép vế trước sức hút quá lớn của C5 thì cuối cùng cũng đã quay trở lại và đứng ở vị trí số 9. Sự xuất hiện của 3 trên 5 mẫu xe thương mại của Ford đã chứng tỏ rằng là chiến lược kinh doanh của hãng tại Việt Nam đang rất là thành công. Tiếp đó thì điều thú vị là CX-5 đã vượt qua Expander để đứng ở ngay sau Ranger với doanh số kém gần 200 xe. Quả thực là mẫu crossover của nhà Mazda bám trụ quá là bền bỉ ở trong bảng xếp hạng. Và biết đâu được chúng ta sẽ vẫn thấy CX-5 xuất hiện ở đây cho tận đến khi ra mắt thế hệ mới được dự đoán là vào ngay trong năm sau. Tiếp theo thì số 4 và 5 lần lượt gọi tên Accent và Xforce. Chiến lược giá bán hợp lý, thiết kế trẻ trung và option đủ dùng chính là những yếu tố khiến cho hai mẫu xe này dễ dàng thành công ngay sau khi vừa mới ra mắt. Với riêng Xforce thì quãng thời gian liên tục 4 tháng lọt top đã giúp mẫu crossover hàng B này xóa tan lời đồn rằng là tháng 3 bán chạy chỉ đơn thuần là do đơn đặt cọc. Bên cạnh đó thì 705 triệu cho bản Ultimate là con số quá đẹp để Xforce tiếp tục xuất hiện trong bảng xếp hạng thời gian tới. Ngoài ra ở đây chúng ta còn có thể nhìn thấy minh chứng của việc là logo Toyota không còn sức nặng như trước nữa. Hãng xe Nhật Bản có mặt hai cái tên là Yaris Cross và Vios nhưng mà đều nằm ở vị trí khá sâu là số 7 và số 8. Cuối cùng nhìn chung thì quả thực là người Việt không còn ưa chuộng sedan như khoảng 3 đến 5 năm về trước. Bởi vì nếu để ý một chút thì các bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng là sedan chỉ chiếm số lượng 2 trên 10 mẫu mà thôi. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi bởi vì là những mẫu xe gầm cao vừa phù hợp để di chuyển với kiểu đường phố Việt Nam, vừa có không gian thoáng đãng hơn để chở cả gia đình đi xa. Trong khi Mercedes và BMW đã khẳng định sẽ không theo đuổi kế hoạch trở thành thương hiệu xe thuần điện thì mới đây Porsche đã có động thái thể hiện một hướng đi trái ngược hoàn toàn. Cụ thể thì hãng xe sang đến từ Đức đã quyết định sẽ khai tử một số xe xăng trên phạm vi toàn cầu vào năm 2026 để đầu tư toàn lực vào các phiên bản xe điện, trong đó có Macan. Đây được xem là một động thái khá là mạo hiểm có thể khiến doanh số của hãng sụt giảm bởi vì theo thống kê thì số lượng Macan bán ra trên toàn cầu vào năm 2023 xếp ở vị trí thứ 2, chỉ sau đàn anh là Cayenne đúng 200 chiếc mà thôi. Lý do được đưa ra bao gồm việc thiếu linh kiện và tiêu chuẩn khí thải quá là khắt khe ở châu Âu. Bên cạnh đó thì Trung Quốc, một trong những thị trường rất lớn của Porsche, rõ ràng là ưu tiên xe điện. Do đó động thái trên có vẻ là cũng xuất phát một phần từ lý do là hãng không hề muốn bị cấm cửa Trung Quốc trong tương lai. Việc Macan xăng bị khai tử chắc chắn là tin buồn đối với nhiều fan hâm mộ Porsche, những người đam mê cảm giác lái phấn khích của khối động cơ đốt trong. Anh em thì đánh giá như thế nào về quyết định lần này của hãng? Đừng quên để lại bình luận ở ngay phía dưới. Mới đây thì CX-50 2025 đã chính thức lộ diện. Ngoài phiên bản xăng thông thường thì hãng cũng bổ sung thêm động cơ hybrid được lấy từ Toyota. Tuy nhiên thì Mazda cũng khẳng định là các kỹ sư của họ đã tinh chỉnh công nghệ này rất là kỹ để có thể mang tới trải nghiệm lái đúng chất Mazda nhất. Các bạn thường vẫn sử dụng động cơ cũ với thông số đầu ra không đổi, còn động cơ lai mới có thể cho ra tới 219 mã lực và 221 Nm mô men xoắn. Đi kèm với đó là hộp số CVT điều khiển điện tử và pin cỡ nhỏ cùng với hệ dẫn động hai cầu. Việc trang bị máy hybrid cho CX-50 rất có thể là tiền đề để những dòng xe trung gầm như là Mazda 3, CX-30 cũng sở hữu những cập nhật tương tự. Bên cạnh đó thì cũng sẽ không loại trừ khả năng là CX-5 sẽ có thêm hệ chuyển động mới ở trong tương lai. Ngoại hình thì không có gì thay đổi nhiều so với thế hệ trước. Điểm khác biệt giữa bản hybrid và bản thường nằm ở phần cản trước và la răng được tinh chỉnh lại. Bàn thêm một chút về thiết kế thì dù một số người cho rằng là phong cách Kodo của hãng khá là bảo thủ, không chịu thay đổi qua nhiều năm, nhưng chúng ta khó lòng có thể phủ nhận là các mẫu xe nhà Mazda vẫn có ngoại hình rất là hài hòa, không hề lỗi mốt và rất được lòng người tiêu dùng. Những phút cuối cùng của video recap số 142 lần này, chúng ta hãy cùng nhau nhìn ngắm những hình ảnh đẹp mắt về mẫu xe đua của Mercedes AMG GT63 Pro 4MATIC Plus 2025 sắp được giới thiệu tại Mỹ vào ngay năm sau. Động cơ V8 4.0 turbo kép của mẫu xe này có thể sản sinh ra 603 mã lực và 849 Nm mô men xoắn, nhiều hơn 26 mã lực và 50 Nm so với GT63. Và chiếc cúp này có thể tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong khoảng 3,1 giây trước khi đạt tới vận tốc tối đa là 317 km/h. Thông tin trên cũng đã thay cho lời chào của mình muốn gửi tới các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.